Phá hoại tuổi thơ phần 8. Con có muốn giữ em mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được. Cô không biết cách dễ con voi rồi. Cô có thể dễ hổ thôi. Oh wow, trên bàn kia để con voi, con gấu, con mèo, con sư tử mà biết vẽ con hổ. Trong mỗi bữa ăn, ông khủng long luôn ngồi bên cạnh heo George. Ôi trời ơi, có ai nghe? Cho hỏi con khủng long này bao nhiêu năm rồi chưa đánh răng hả gì mà sao răng trắng vậy? Hai con lấy hết. Giờ mới để ý là cái ông tác giả vẽ đẹp ghê, cái đám mây vẽ như bao giác dị á.